nét 1, nét khuyết xuôi và nét móc ngược. Đặt bút trên đường kẻ 2, viết nét khuyết xuôi, đầu nét khuyết chạm đường kẻ 6, nối liền với nét móc ngược phải, chân nét móc chạm đường kẻ 1, kéo dài chân nét móc tới gần đường kẻ 3 thì lượn sang trái, tới đường kẻ 3 thì lượn bút trở lại sang phải, tạo vòng xoắn nhỏ ở cuối nét. Dừng bút gần đường kẻ 3